về cái phần sinh lý khi chúng ta học. Ví dụ trong trường hợp giống vậy, như nãy các bạn thấy đó, angiotensin 1 nó biến thành angiotensin 2 với cái men chuyển, và sau đó angiotensin 2 nó di chuyển lên cái thụ thể AT1 và nó dẫn đến gây co mạch tăng huyết áp. Vậy thì bây giờ angiotensin 2 người ta gọi là một cái chất chủ vận, nó làm gắn lên nó sẽ gây ra một loạt các cái dẫn tín hiệu dẫn đến co mạch tăng huyết áp. Thì cái thuốc chặn thụ thể AT1 là còn hay gọi là đối vận trên cái AT1, nó sẽ vô nó trám trên này, nó không làm gì hết nhưng nó cản không cho angiotensin 2 đi vô và nó dẫn đến là nó không gây co mạch tăng huyết áp. Chúng ta không có hiểu được cái trục RAA nó diễn ra như thế nào, làm sao nó dẫn đến co mạch, thì chúng ta cũng đâu có biết cơ chế được của các cái nhóm thuốc tác động trên cái điều trị cao mà bệnh lý về cao huyết áp. Thì một cái đáp ứng sinh học diễn ra thông qua tương tác giữa thuốc với receptor là nó phụ thuộc vô, thứ nhất nó phải có receptor, cái thứ hai là với vai trò là chất chủ vận thì nó gắn lên, nó hoạt quá, nó tạo ra các cái biến đổi, hoặc là dưới vai trò là một cái chất chủ vận đối vận thì nó chèn trên cái thụ thể đó, nó không cho chất đối vận chất chủ vận đi vô để gây ra những cái tác dụng, thì thuốc nó sẽ hoạt động theo hai cái cơ chế đó. Thì đó là chất chủ vận hay là chất đối vận, và tùy theo khi nó gắn lên thì cái khả năng nó hoạt quá được cái receptor lên là bao nhiêu, nhiều hay ít, mà chúng ta có chất chủ vận toàn phần và chất chủ vận tưởng từng phần. Tức là một cái chất mà khi nó gắn đến receptor, người ta biến thể hiện bằng cái biến đổi màu, nó chuyển hoàn toàn tác dụng rất mạnh thì người ta gọi đó là chất chủ vận và chất chủ vận toàn phần. Còn bây giờ nếu nó gắn vô mà nó lại cũng tạo ra tác dụng nhưng mà cái hiệu lực nó không bằng, nó không đi đến 100% thì người ta gọi đó là chất chủ vận từng phần. Nó vậy thôi hả các bạn. Còn một cái chất đối vận nó thể hiện ở chỗ là khi gắn vô thì các bạn sẽ thấy là nó không có thay đổi, nó không hoạt quá được tế bào, nhưng nó lại cản không cho một chất chủ vận đi vô, nên nó làm cho cái tế bào đang ở một cái trạng thái do cái chất chủ vận chi phối thì bây giờ không diễn ra được, tức là nó vẫn làm thay đổi cái tế bào đích, thì cái chất đó được gọi là chất đối vận. Các bạn hình dung ra cái cơ chế thuốc qua trung gian của receptor nha. Và cái tương tác giữa một cái chất chủ vận và một cái chất đối vận trên receptor thì nó có ba cái loại tương tác, hay nói cách khác chúng ta giải thích cái cơ chế khi một cái chất đối vận nó hoạt động, nó hoạt động bằng cách nào. Cái thứ nhất người ta gọi đó là đối kháng dược lý, cái thứ hai người ta gọi là đối kháng sinh lý, và cái thứ ba người ta gọi là đối kháng hóa học. Đối kháng dược lý là cái gì? Đối kháng dược lý là cái đối kháng diễn ra giữa hai chất chủ vận và chất đối vận trên cùng một cái receptor, và đương nhiên hệ cái chất nào có cái ái lực mạnh, có khả năng gắn kết cao với cái receptor thì chất đó chiếm ưu thế. Thì các bạn thấy ha, ví dụ như là cái histamine và cái antihistamine, trong cái đối kháng dược lý thì người ta chia làm hai loại, đó là đối kháng cạnh tranh và đối kháng không cạnh tranh. Trong cái đối kháng cạnh tranh thì họ chia là đối kháng cạnh tranh thuận nghịch và đối kháng cạnh tranh không thuận nghịch. Ta nói phụ thuộc giữa cái đối kháng cạnh tranh không thuận nghịch và đối kháng cạnh tranh thuận nghịch là nó phụ thuộc vô cái khả năng gắn kết của cái chất đối vận lên receptor thuận nghịch hay không thuận nghịch thôi. Đây, trong trường hợp này các bạn cứ dùng cái hình thì dễ hiểu nhất. Bây giờ đối kháng dược lý là đối kháng diễn ra giữa một chất chủ vận và một chất đối vận trên cùng một cái receptor. Và cái đối kháng cạnh tranh thuận nghịch có nghĩa là cái chất chủ vận và chất đối vận nó sẽ gắn kết thuận nghịch lên receptor. Như vậy thì cái đứa nào có ái lực mạnh, nồng độ cao thì đẩy được thằng kia ra vì nó gắn kết thuận nghịch. Cho nên các bạn thấy cái chlorpheniramine nó gắn kết thuận nghịch, cho nên là histamine tiếp tục tăng cái nồng độ lên thì nó đẩy cái antihistamine ra, và chúng ta muốn duy trì cái nồng độ của cái thuốc kháng histamine tức là chlorpheniramine thì chúng ta lại phải lọc lại cái liều nó trong ngày để nó đẩy trở ngược histamine ra lại. Thì đó là cái đối kháng cạnh tranh thuận nghịch. Còn đối kháng cạnh tranh không thuận nghịch có nghĩa là nó vô thì nó gắn không thuận nghịch, và như vậy thì nó không tróc ra nữa. Cái nồng độ chất chủ vận có tăng lên bao nhiêu đi nữa thì cũng không đẩy nó được ra, bởi vì nó gắn kết cứng trong đó luôn.
thì đây được gọi là đối kháng không thuần nghịch, và nó dẫn đến ví dụ như là cái nhóm mà antihistamine thế hệ 2, đặc biệt là thế hệ 3, fosfenatin rồi ha các bạn, nó vô là nó ở luôn trong đó, nên chúng ta chỉ dùng một cái liều duy nhất trong ngày, ta không phải lặp lại nhiều lần, nó dẫn đến do cái hình thức nó gắn kết giống như vậy. Còn đối kháng không cạnh tranh, đối kháng không cạnh tranh có nghĩa là cái chất chủ vận nó cũng gắn trên cái tế bào có chứa cái receptor đó, hoặc là trên cái receptor đó nhưng không cùng một cái vị trí mà cái chất chủ vận gắn vô, cho nên là nó làm cho cái tác dụng cũng diễn ra nhưng mà nó không có mạnh bằng cái tác dụng giống như là cái đối kháng cạnh tranh. Đó là cái tác dụng mà của gây ra một trong những cái biểu hiện mà cái chất chủ vận toàn phần nó thể hiện từng phần đó các bạn, nó gây ra cái chủ vận từng phần đó, nó có thể làm giảm, nó suy yếu đi cái tính chất của cái chất chủ vận và dẫn đến tạo ra cái hiệu lực của một cái chất người ta gọi đó là chất chủ vận từng phần, nó không có dành cùng một vị trí. Đó là ba cái loại đối kháng. Ví dụ các bạn thấy nếu tới giờ thì các bạn có thể lên hình hay lên mạng hay các bạn cứ tìm các hình giải thích cơ chế của các thuốc các bạn, và thường thì cái sách Việt Nam mình không có nhiều các bạn, nên các bạn chịu khó đọc và tìm trong các cái tiếng nước cái sách nước ngoài á ha, ví dụ antihistamine nè, nó receptor nè, những khái niệm hoặc là cái chất đối vận chúng ta dịch là antagonist, cái chất chủ vận chúng ta dịch là agonist, thì các bạn cứ gõ lên những cái từ giống vậy nó sẽ xuất hiện cơ chế của các thuốc rất nhiều. Ví dụ trong trường hợp này cái vỏ màu vàng vàng ở đây chính là cái receptor H1 và cái histamine là cái màu xanh lục, còn cái antihistamine là cái màu tím. Vậy thì cái hệ cái màu xanh nó vô thụ thể H1 thì nó gây dị ứng, nên các bạn thấy hình ở bên dưới toàn bộ là cái vùng mà cái phản ứng dị ứng nó bắt đầu nó xuất hiện. Còn ở bên này thì các bạn thấy cái màu nó sẽ giảm bớt lại do bởi các antihistamine nó chẹn hết trên các cái thụ thể, nó dẫn đến histamine vô không được nên là nó làm giảm đi các cái phản ứng dị ứng ở bên dưới các bạn thấy ha. Và nếu một cái antihistamine nó gắn vô bên đây xong nó tróc ra nó đi thì người ta gọi đó là gắn cái đối kháng cạnh tranh thuận nghịch, còn nếu nó gắn vô nó ở luôn giống vậy rồi thì người ta gọi đó là một cái đối kháng cạnh tranh mà không thuận nghịch. Còn đối kháng không cạnh tranh là chỗ nào, chúng ta coi cái ví dụ giống vậy. Cái kinh natri, kinh canxi nếu nó mở ra thì cái dòng canxi nó sẽ tràn vô bên trong làm tăng canxi nội bào, và để mở ra giống như vậy thì nó phải nhờ hai cái chất chủ vận gắn lên hai cái receptor nằm trên kinh canxi, đó là glutamate và lysine. Và khi glutamate lysine gắn trên cái receptor nó nằm trên cái kinh canxi thì kinh canxi khi đó mở ra, và mở ra thì nồng độ canxi tràn vô bên trong nó làm thay đổi cái vùng tế bào hiệu ứng có chứa cái kinh canxi đó. Và nồng độ canxi tăng lên bên trong nội bào gây ra cái gì thì có thể là gây ra co co tế bào, dẫn đến là co mạch và đưa đến tăng huyết áp, hay là trên cái những cái tế bào thì nó làm tăng hoạt động co bóp tế bào. Thì bây giờ nếu một cái chất nó chẹn ngay cái vị trí của glutamate đi vô, hay là một cái chất nó chẹn ngay cái vị trí của các lysine đi vô, tức là hai cái hình B với C, thì chúng ta gọi là đối kháng dược lý, và đối kháng nó là đối kháng cạnh tranh. Cạnh tranh này thì có thể là đối kháng cạnh tranh thuận nghịch hay không thuận nghịch, tức là nó gắn vô rồi nó tróc ra nó đi hay là ở luôn, nhưng do nó không cho glutamate hay lysine vô nó dẫn đến kinh canxi không có mở mở ra ha, thì đó là đối kháng gì dược lý và đây là loại đối kháng cạnh tranh. Còn cái hình D bên dưới nó là đối kháng không cạnh tranh đó các bạn, nó dẫn cho cái glutamate hay cho lysine vô vị trí của nó nhưng mà nó gắn vô một cái vị trí khác và nó làm cho cái kinh canxi không mở ra, thì trong trường hợp này người ta gọi là đối kháng không cạnh tranh được ha. Và trong chúng ta còn nghe một khái niệm nữa nó gọi là chẹn kinh. Chẹn kinh ở đây thì không liên quan đến receptor mà nó cho hai chất chủ vận đi vô mở cái kênh ra và nó nhảy vô nó bít cái lỗ đó lại, nó không cho một cái chất được vận chuyển, không cho canxi đi ngang qua. Cái nhóm amlodipin nó đi theo cơ chế này nên người ta gọi các cái nhóm amlodipin, nifedipin đồ họ gọi đó là gì? Đó là thuốc chặn kinh canxi. Bởi vì nó chặn cái kinh canxi lại, nó làm cho cái luồng ion canxi không nhập vào dẫn đến không gây co mạch được, nó đưa đến giãn mạch, hạ huyết áp.
cơ chế của nhóm amlodipine nó đi theo cơ chế đó. Còn cái cơ chế của cái nhóm thuốc ức chế men chuyển như enalapril, captopril thì nó tác dụng trực tiếp lên cái men chuyển, không cho tổng hợp angiotensin 2. Còn cái nhóm thuốc chẹn trên thụ thể A1 thì nó lại hoạt động là nó chẹn ở trên cái receptor AT1, nó làm cho cái angiotensin 2 không vô được receptor AT1 và nó dẫn đến cũng không có gây ra cái co mạch tăng huyết áp lên, nên nó dễ giãn mạch. Thì các bạn sẽ thấy ngay trong cái nhóm thuốc điều trị cao huyết áp chúng ta có ba cái cơ chế khác nhau của ba nhóm thuốc. Đúng không? Một nhóm là nhóm ức chế men chuyển, một nhóm là chẹn thụ thể AT1, còn một nhóm là chẹn kinh canxi. Ta không có mô tả nhiều, ta chỉ nói cơ chế tên giống vậy thì chúng ta sẽ hình dung ra cái cách nó tác động khác khác nhau. Đó là cái đối kháng về mặt dược lý. Cái đối kháng thứ hai là đối kháng sinh lý. Đối kháng sinh lý thì nó dễ hiểu hơn, đó là đối kháng diễn ra giữa hai chất chủ vật trên hai loại receptor khác nhau, nhưng mà cái hậu quả diễn ra nó đối lập trên cùng cơ quan. Ví dụ một cái chất chủ vận gắn lên receptor này nó gây co mạch, một cái chất chủ vận kia gắn lên một cái receptor khác thì gây giãn mạch, và như vậy nó lại đối lập trên cùng một cái cơ quan là mạch máu chẳng hạn, thì người ta gọi đó là hoạt động theo cơ chế đối kháng sinh lý. Còn đối kháng hóa học, đối kháng hóa học thì cái chất đối kháng đó nó không có cạnh tranh với chất chủ vận ngay trên receptor, mà nó làm phá hủy cái cấu trúc của cái chất đối vận, dẫn đến cái chất đối vận không có thể nào gắn kết lên receptor được, thì người ta gọi là đối kháng hóa học. Thì các bạn thử tưởng tượng cái chìa khóa mình là chất chủ vận sẽ mở thọt vô cái ổ khóa, thì cái kềm bây giờ là một cái chất đối kháng, nó bẻ gãy cái chìa khóa đi, dẫn đến chúng ta không thọt được cái chìa khóa gãy vô ở bên trong cái ổ khóa được, thì cái kềm bây giờ nó gọi là một cái chất đối kháng và hoạt động theo cơ chế đối kháng hóa học. Nó phá vỡ cấu trúc của chất chủ vận đi, dẫn đến không có vô được ở bên trên rồi receptor. Vậy thì các bạn thấy cái tương tác giữa chất chủ vận và chất đối vận trên receptor thì nó diễn ra theo ba cái cơ chế đó, giống vậy: đối kháng dược lý, đối kháng sinh lý và đối kháng hóa học. Thì cái đối kháng sinh lý thật sự là cái tương tác giữa một cái cơ chế thuốc không liên quan đến chất đối vận, phải không? Chỉ có cái đối kháng về hóa học và đối kháng dược lý nó mới là cái tương tác trực tiếp giữa một cái chất chủ vận và một chất đối vận. Đúng rồi. Vậy thì với cái cách tác động giống như vậy thì một cái quả thuốc nó có thể hoạt động như tư cách là một chất chủ vận hay một chất đối vận lên một cái loại receptor duy nhất thôi. Do đó người ta gọi tạo ra cái tác dụng chọn lọc, tức là nó chỉ thể hiện một cái đặc tính hiệu ứng dược lý đặc thù cho nó thôi, đặc thù cho nó. Nhưng nếu cái nó có thể gắn lên nhiều loại receptor và các loại receptor này bây giờ nó phân bố nhiều các chỗ cơ quan nào trong cơ thể cũng có hết, thì lúc bây giờ mặc dù là chỉ có một loại, nó chỉ có thể gắn lên một loại receptor, nhưng receptor đó bây giờ nó lại phân bố khắp nơi trong cơ thể, thì bây giờ cái thuốc đó lại có tác dụng người ta gọi là toàn thân, toàn thân. Và cái thứ hai nữa là nó lại có thể gắn lên nhiều loại receptor khác nhau trên cơ thể, thì bây giờ tùy bỏ vô cái ái lực của nó gắn vô cái gì thì nó sẽ thể hiện ra cái đó. Ví dụ histamine nó gắn lên receptor H1 thì nó gây dị ứng, nó gắn lên receptor H2 thì nó gây tăng tiết axit dạ dày. Vậy thì nếu chúng ta chẹn đừng cho cái histamine nó vô receptor H1 thì cái nhóm thuốc chẹn cái thụ thể H1 đó chúng ta gọi là nhóm thuốc antihistamine. Còn chúng ta lại cho nó chẹn trên cái receptor H2, đừng cho histamine đi vô, như vậy thì nó làm giảm tăng tiết axit dạ dày, và nhóm thuốc đó được gọi là nhóm thuốc chẹn thụ thể H2, nó được chỉ định trong trường hợp chống tăng tiết axit dạ dày. Thì tùy theo cái một cái người ta có thể nghiên cứu cái chất chủ vận đó nó lên chỗ nào, nó gây ra cái gì, thì cái chất đối vận là cái thuốc nó sẽ tác động lên đó để nó tạo ra một cái hiệu ứng dược lý phù hợp. Và cái thứ ba, những cái chất mà có cùng một cái ái lực gắn kết như nhau thì nó lại có thể cạnh tranh lên cùng một receptor, và người ta sẽ thấy là có rất nhiều các cái chất hóa học nó có thể cạnh tranh trên gắn kết trên cùng một receptor. Khi đó một trong những ứng dụng rất lớn đó là gì các bạn? Một là cái thể hiện ra cái chất chủ vận bên trong cơ thể nó vô ưu tiên được trên cái receptor nào thì nó sẽ tạo ra tác dụng đó. Và cái thứ hai người ta dùng để giải ngộ độc một cái thuốc, ví dụ như là morphine nó gắn vô cái thụ thụ thể mi
và ni, và nó tạo ra cái, nó hoạt động như là một chất chủ vận, nó tạo ra cái tác dụng của morphine và nó có thể dẫn đến ngộ độc morphine. Thì cái đó người ta sẽ cho một cái chất đối vận cũng trên thụ thể ni, nó cản đường ở đây, nó không cho cái morphine đi vô cái receptor của nó, nên cái chất đó người ta gọi là chất, cái chất đối kháng dùng để giải ngộ độc của morphine, ví dụ như là naltrexone hay naloxone, nó hoạt động theo cơ chế đối vận, nó vô nó không làm gì hết nhưng nó lại cản không cho morphine đi vô, cho nên nó giải ngộ độc của morphine. Vì người ta căn cứ vô hoạt động giống như vậy đó mà chúng ta có những cái thuốc chỉ định. Thế các bạn ở đây thì các bạn cứ lật ra tìm các cái sơ đồ để chúng ta học giải thích về cơ chế, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn rất nhiều về hiệu dược lý của một thuốc. Phần này trên mạng rất nhiều, các bạn thấy nha, cái thụ thể H2 này khi cái histamine nó đi vô thì nó sẽ làm cho tạo ra các cái thông tin thứ cấp bên trong nội bào, dẫn đến đó là cái con đường chuyển hóa qua trung gian hoạt động của cái AMP vòng. Đây là một cái chất truyền tin thứ cấp nội bào và nó sẽ dẫn cái tín hiệu qua trung gian hoạt động của AMP vòng đến, nó bắt cái bơm proton hoạt động để bơm cái proton ra bên ngoài dạ dày làm tăng cái tính axit lên. Như vậy thì để trong các thuốc điều trị trong chống tăng tiết axit dạ dày, một là chúng ta có thể dùng các antacid trung hòa trực tiếp cái này, hai là chúng ta có thể dùng một cái chất ức chế trực tiếp trên bơm proton đó là BPI, và ba là chúng ta làm gì đây, chẹn trên cái thụ thể H2 đừng cho histamine đi vô, và nhóm đó là nhóm antagonist, tức là những chất đối vận trên receptor H1, và đó là cimetidine, ranitidine. À, vậy thì các bạn thấy cơ chế của giải thích một thuốc nếu chúng ta dòm vô thì nó thể hiện ra hết, và chúng ta có rất nhiều lựa chọn để chỉ định. Tất nhiên nó phụ thuộc vô trạng thái cơ thể người bệnh, trạng thái bệnh lý, người đó có dung nhận được với thuốc đó hay không, mức độ bệnh vân vân, và nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau. Và điều lưu ý nè, những cái thuốc tác dụng qua trung gian của receptor nó còn phụ thuộc vô cái tín hiệu nó tạo ra, nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều chuyển hóa khác. Cho nên trong trường hợp ví dụ như là cái thuốc chẹn thụ thể hồi nãy AT1, thuốc hạ huyết áp đó, thì nó lại dẫn đến tăng kali máu. Nên những cái người mà không có đáp ứng được với tình trạng tăng kali máu thì người ta lại chống chỉ định với thuốc chẹn thụ thể AT1 trong cái điều trị cao huyết áp. Thì đó là người ta bắt đầu phải dòm hết một cái cách toàn diện khi một cái chất chủ vận hay một cái chất đối vận nó gắn được ở trên receptor. Còn ví dụ hai trong trường hợp giống vậy, hôm trước tôi có giới thiệu với các bạn đó, dopamine nó phóng thích ra, nó gắn lên một loạt các hệ thống receptor, và trong đó những cái receptor D1 là những cái mà nó vô được thì nó sẽ dẫn đến tín hiệu kích thích nó đi. Sau khi nó gây ra, chúng ta đang ở một cái trạng thái kích động, nóng giận đồ hay là tăng hoạt động lên đó, thì dopamine nó đang phóng thích ra làm cho mình cảm thấy là kích thích hơn nha. Thì nhưng sau đó thì nó sẽ quay trở lại ngay với một cái kênh vận chuyển dopamine để nó đem cái dopamine được phóng thích ra quay trở lại cái tiền synapse nó dự trữ. Như vậy thì một cái thuốc nó có thể là trực cái methamphetamine đó các bạn, nó hoạt động bằng cách gì đây, nó làm tăng cái phóng thích dopamine ra, và đặc biệt nó lại làm bất hoạt cái hệ thống vận chuyển dopamine, nên dopamine gần như phóng thích ra lại không được quay vô trở lại, nên nó dẫn đến là người ta ở trạng thái kích động liên tục luôn. Đó là cái cơ chế tác dụng của dopamine đó, nó không cho phóng thích. Và như vậy thì điều đó dẫn đến gì đây, thứ nhất nó cạn kiệt dần dần cái dopamine ở bên trong cái tiền synapse, và nó dẫn đến rất nhiều các cái bệnh lý khi dùng cái methamphetamine do cạn kiệt cái dopamine này. Cái thứ hai là dopamine được phóng thích ra không quay lại thì ở trong này bắt đầu nó ở trong máu nó được chuyển hóa, và nó sẽ tạo ra cái những cái tác nhân người ta gọi là các cái stress oxy hóa, và nó dẫn đến lão hóa tế bào rất nhanh. Cho nên các bạn thấy trong phần dung nhận hôm trước đó, cái người mà nghiện methamphetamine chỉ sau 10 năm các bạn sẽ thấy nha, cái hiện tượng lão hóa nó diễn ra rất nhanh, thay đổi rất nhanh ở cái người phụ nữ mà khi người ta chụp hình liền liên tục 10 năm, là do cái dopamine nó phóng thích ra nó không được, nó tạo ra các dẫn xuất oxy hóa, người ta gọi đó là những cái stress oxy hóa, và đó là một trong những nguyên nhân gây lão hóa tế bào rất lớn. Vậy thì bây giờ có những cái thuốc đừng có cho dopamine đi vô cái thụ thể AT D1 này nè để gây ra cái tín hiệu kích thích, thì khi đó
Một trong những chất đó là gì? Đó là chloromazin. Nó thể hiện bằng cái hình thoi nè. Nó gắn lên cái receptor của dopamine, tức là nhóm receptor dopamine dopaminergic, và nó làm cho dopamine hình tam giác không gắn vô được thì nó cắt được những truyền kích thích. Thì những cái thuốc này có tác dụng trong trường hợp chống loạn thần, loạn giấc, kích động, loạn giấc, thì đó là do cái trạng thái tăng kích thích lên. Thì đó, trong trường hợp người ta sẽ gọi cái amphetamine, levodopa đồ là những chất có thể gắn lên thụ thể AT1 để dẫn truyền tín hiệu kích thích, thì người ta gọi đó là chất chủ vận. Còn loropamine được gọi là chất đối đối vận và chất đối vận thuần túy, tức là đây là một cái đối kháng dược lý thuần túy giữa chất chủ vận với chất đối vận. Thì các bạn có thể lấy hình và các bạn sẽ thấy giải thích cái cơ chế tới đây chúng ta hiểu ha, không mắc gì chúng ta ngồi học thuộc hết. Các bạn học cơ chế của một thuốc là nó kiếm cái hình, dòng cái hình nó vô thì nó hoạt động theo cơ chế gì, nó diễn ra là chúng ta sẽ học xong thì chúng ta sẽ hiểu ngay tức khắc. Thì trong cái quá trình tương tác giữa thuốc với receptor nó sẽ có hai cái yếu tố liên quan. Thứ nhất là cái khả năng nó cho phép cái thuốc đó gắn lên, tức là người ta gọi là cái ái lực, và cái lực này nó được tính phụ thuộc vô cái cấu trúc hóa học nó gắn vô. Và cái thứ hai khi gắn vô rồi thì nó hoạt hóa được cái receptor, và người ta còn định nghĩa cái khả năng hoạt hóa được cái receptor đó lên để họ dùng định nghĩa cho cái chất chủ vận là những chất mà gần như hay gắn lên là có khả năng hoạt hóa receptor. Chất đối vận là những cái chất mà khi gắn lên thì nó không hoạt hóa được receptor, nhưng nó là cản không cho một cái chất chủ vận đi vô để tiếp tục gây ra một cái thay đổi bên trong tế bào. Đó là về cái cơ chế. Về phân loại thì đôi khi phân loại theo cơ chế tác động, người ta phân loại theo cái nhóm receptor, do đó là cái thuốc có những cái nhóm thuốc họ phân theo thuốc tác động trên receptor nhân tế bào, và hệ thuốc tác động trên receptor nhân tế bào thì nó làm sao các bạn, lúc nào nó cũng hai yếu tố. Một là gì, nó phải có khả năng vượt ngang qua hàng rào màng tế bào, và cái thứ hai là gì các bạn, nó phải di chuyển được vô bên trong nhân, nó kích hoạt chép thông tin ra AR là thông tin, sau đó nó tổng hợp ra một cái protein mới và khởi đầu cho một cái tác dụng. Hãy đi theo cái cơ chế nhân tế bào thì cứ đi theo cơ chế giống vậy, còn đi theo cái cơ chế của nhóm receptor màng tế bào thì nó nằm ngay ở bên ngoài màng tế bào. Như vậy cái receptor này có thể nằm trên một cái kênh ion, hoặc là nó sẽ gắn trên một cái enzyme nằm trên màng tế bào mà hầu hết đó là protein kinase, hoặc là nó nằm trên màng tế bào và nhờ gắn vô đó nó sẽ hoạt hóa một cái G-protein nằm ở bên trong. G-protein màu xanh giống này. Thì cái receptor mà chỗ nó gắn vô giống vậy đó, người ta gọi đó là GBA, bởi vì cái receptor này khi gắn vô nó hoạt hóa cái G-protein để nó tạo tác dụng. Cái receptor nằm trên kênh ion thì người ta gọi là ICA, bởi vì khi một cái cho một cái chất chủ vận gắn vô thì nó bắt đầu nó điều khiển cái sự đóng mở của cái kênh ion này. Và cái nhóm receptor nó nằm ngay ở trên cái enzyme thuộc nhóm protein kinase thì nó khi gắn vô nó sẽ điều tiết cái hoạt động của cái enzyme protein kinase này, nó cung cấp các cái phản ứng năng lượng để cho các cái phản ứng dẫn đến hoạt động. Thì ba cái nhóm này là nhóm receptor mà màng tế bào, còn receptor nội bào là nó nằm bên trong và nó có khả năng di chuyển được. Nên các bạn nhớ ha, cái nhóm receptor nhân tế bào, tôi lấy ví dụ nào. Đây là cái loại mà nhóm receptor nó có thể khả năng di chuyển được để nó mới bắt đầu nó di chuyển vô bên trong nhân, nó gắn kết lên cái đoạn ADN, nó kích hoạt cái đoạn gen, nó tạo ra quá trình khởi đầu tổng hợp một cái protein mới. Thường chúng ta thấy là cái hormone nó sẽ di chuyển vô một cái tuyến đích, tuyến hormone, tuyến nội tiết, và sau đó nó lại bắt tổng hợp ra một cái hormone mới. Các bạn thấy lúc nào nó cũng thể thể hiện một cái trục hormone từ một cái tuyến nội tiết, nó tiết ra một cái chất, một cái nội tiết tố, nó di chuyển vô một cái tuyến nội tiết khác, rồi nó bắt tổng hợp ra một cái protein mới, tức là một cái nội tiết tố mới nè, rồi nó lại di chuyển lên cái tuyến đích, nó tổng hợp ra một cái hormone mới nữa, và khi đó nó mới tắt những cái hormone này, nó bắt đầu nó là nó di chuyển theo dòng máu, nó đến các cái cơ quan nó chi phối để nó tạo ra tác dụng. Cho nên cái hormone và các cái otaconic, tức là cái hormone môn tại chỗ, local hormone môn và hormone môn, thì nó có cái phân biệt với nhau. Đó các bạn học tới cái chương của cô Hoàng trình bày á,
thì về các cái học môn và nội tiết tố, các bạn có phân biệt được giữa học môn và local học môn không? Những cái local học môn như là các otaconic hay thậm chí histamine, nó cũng là một cái local học môn, thì nó khác với cái học môn ở chỗ nào đó, là hoặc là chưa học thì nữa học tới cô hoàng người ta phân biệt nha. Nhưng giải thích theo cơ chế các bạn thấy đó ở đây, và nếu trong trường hợp cái tuyến nội tiết mà nó suy giảm, nó không hoạt động, thì người ta bỏ một cái yếu tố vô bên ngoài vô làm cái chìa khóa giả vô để bắt đầu nó dẫn lại cái trục này, thì trong trường hợp đó nó chính là cái thuốc tổng hợp đem ngoài vô và nó hoạt động nhái vô một cái chất chủ vận nội sinh ở bên bên trong cơ thể, phải không? Hay trong trường hợp các bạn sẽ thấy đây là cái cơ chế của corticoid này, nên cái cơ chế của corticoid, cái hiệu ứng tác dụng của các corticoid nó nhái với một cái corticoid nội sinh ở bên trong do cái tế bào tuyến thượng thận tiết ra, và cái hiệu tác dụng kháng viêm của corticoid bên cạnh đó, nó còn rất nhiều tác dụng khác liên quan đến hệ thống miễn dịch độ nhân rất nhiều, phải không? Còn cái tác dụng mà kháng viêm do cái nhóm NSAID thì nó chỉ khu trú ở chỗ là cái không cho tổng hợp prostaglandin, nó chỉ làm bất hoạt một cái enzyme đó là COX thôi, nó cho nên là nó là cái cơ chế tác dụng lên một cái thành phần của tế bào chứ không thông qua một cái receptor, nên cái tác dụng kháng viêm của cái nhóm NSAID nó khác với cái tác dụng kháng viêm của nhóm corticoid. Giờ corticoid nó tác dụng theo cơ chế nhân tế bào, các bạn sẽ thấy rất rõ ha, nó di chuyển vô bên trong cái bào tương qua màng tế bào, nó gắn lên cái receptor của nó đặc hiệu tạo ra một cái phức hợp. Thật sự đây chỉ là cái protein vận chuyển thôi, nó giúp vận chuyển corticoid để đi vô bên trong nhân và nó tìm đến kích hoạt lên một cái đoạn gen, và khi nó kích hoạt này thì nó chép cái thông tin ra, người ta gọi là expression đó, tức là biểu hiện gen đó, nó chép thông tin ra AR là thông tin, và sau đó thì nó tổng hợp ra một cái protein mới, cái protein mới màu xanh này. Và cái protein mới này nó bắt đầu là nó lại quay ngược vô trở lại, nó lại tác động lên gen, nó ngăn không cho tổng hợp ra các cái chất cytokine là những cái yếu tố tiền viêm. Vậy thì bây giờ người ta đổ thừa là corticoid có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đi một cái con đường rất vòng vèo để nó tổng hợp ra, nó không cho tổng hợp ra những cái chất mà gây viêm, hay là không cho tổng hợp các yếu tố tiền viêm như là cytokine chẳng hạn, nên người ta nói corticoid có tác dụng kháng viêm. Và hãy đi theo cái cơ chế tới receptor nhân tế bào thì lúc nào nó cũng sẽ phải tổng hợp ra những cái protein mới để đánh chức năng, thay đổi chức năng của cái tế bào. À, hôm nay thì các bạn cứ việc lên mạng, các bạn cứ gõ hình mơn mông luôn, cái quan trọng nhất tôi nói giống vậy, phải chịu khó học về ngoại ngữ một chút xíu, bởi vì đa phần các cơ chế thuốc đều là cái tiếng Anh ở bên dưới hết, nó không có tiếng Việt nha. Cho nên là các bạn phải tập đọc và các bạn mới giờ, còn nếu chúng ta nhìn hình thì chúng ta cũng đoán được đây là cơ chế hoạt động thông qua receptor nhân tế bào. Do đó trong cái phần giải thích cơ chế của một thuốc nó không có nói nhiều các bạn, thậm chí nó không có mô tả cụ thể giống như dưới này nữa, nó chỉ nói corticoid tác dụng kháng viêm thông qua việc ức chế thành lập các yếu tố tiền viêm như là cytokine, nó chỉ đơn giản giống vậy thôi. Nhưng cái tiến trình nó đi vòng vòng ở bên trong đó, giống như nói muốn tìm đọc cơ chế dược lý của cái thuốc thì lên thư viện kiếm sách dược lý, chứ người ta không có chỉ các bạn là đi mấy giờ thư viện đóng cửa mở cửa, người ta không chỉ các bạn đi vô trường đại học y dược Cần Thơ cổng nào, không nói vị trí thư viện ở chỗ nào, đến đó thủ tục làm sao, người ta không mô tả, ta chỉ nói mày đến thư viện mày đọc cái sách dược lý để tìm ra cơ chế tác dụng của thuốc, ta chỉ mô tả vậy thôi. Đó là cái các bạn sẽ thấy trong các cái phần cơ chế của thuốc nó mô tả rất ngắn gọn, nhưng chúng ta phải hiểu, nhưng các bạn phải biết muốn đến trường Đại học Dường Thơ thì phải đi bằng vô cổng nào, đi vô phải có đeo bản sinh viên, hiện nay giờ trường bắt đeo khẩu trang hết, rồi đi lên thư viện ở chỗ nào, rồi thủ tục phải làm sao mới mượn được sách câu vân vân, thì đó là cái chúng ta phải phải biết trong một cái chuyện qua. Bây giờ cái nhóm receptor màng tế bào thì như tôi nói hồi nãy, nó gần như nó cố định nằm trên màng, nó chỉ làm cái nhiệm vụ gì tiếp nhận một cái ligand là chất chủ vận hay chất đối vận, nó không cần xâm nhập qua màng tế bào, nó gắn kết lên và sau đó thì nó hoạt hóa một cái thành phần đặc hiệu người ta gọi đó là G-protein, và khi G-protein nó hoạt hóa thì nó dẫn đến hoạt hóa một loạt các cái yếu tố bên trong có tác dụng màu xanh này, người ta gọi là những cái thành tố tác động.
Và khi những cái thành tố này nó bắt đầu nó hoạt động tới cái hình thứ ba này, này thì nó tổng hợp ra những cái chất AMP vòng hay là BVI đoạn dân, thì những cái này người ta gọi đó là những cái chất triệt tinh thứ cấp nội bào. Và cái tác dụng của thuốc bây giờ là nó phụ thuộc vô sự hình thành của những chất này, chứ nó không còn phụ thuộc vô cái chuyện có hay không có thuốc trên receptor nữa. Các bạn sẽ thấy đó nha. Đó là cái hình số 4. Nó giải thích cho chúng ta cơ chế này rất hay. Nó giải thích cho chúng ta thứ nhất tại sao thuốc vẫn tác dụng nhiều ngày sau đó mà không có sự hiện diện của thuốc trên receptor. Đó là cái nó giải thích cho chúng ta giống giống như vậy đó. Và cái thứ hai nữa là từ một cái tín hiệu nhỏ gắn lên receptor mà nó tạo ra cái tác dụng rất lớn, có sự tham gia của rất nhiều các yếu tố bên trong nội bào. Nên cái thuốc này nó gọi nó là cơ chế hoạt động theo cơ chế nội bào, là giống như vậy đây. Là cái cơ chế của cái norepinephrine, nó gắn vô cái receptor của nó hoạt hóa cái gelatin, và sau đó cái gelatin được hoạt hóa nó sẽ kích hoạt lên một cái enzyme khác nằm trên màng, đó là adenine silase, để tổng hợp ra AMP vòng. Khi AMP vòng xuất hiện nó lại giúp hoạt hóa cái protein kinase thành một cái dạng protein kinase, cái enzyme nó hoạt hóa, và khi enzyme nó được hoạt hóa lên thì nó lại tạo điều kiện để cho một cái kênh ion hoạt động, nên nó dẫn một loạt các cái tính chất giống vậy. Và cuối cùng thì cái hậu quả của cái tác dụng của norepinephrine là do làm thay đổi của cái kênh ion nào đó, đóng hay mở một kênh nào đó, và làm thay đổi nồng độ ion nội bào bên trong, dẫn đến cái tác dụng của epinephrine. Norepinephrine các bạn thấy ha, nó rất là phong phú, nhiều cái tác dụng dữ lắm, do nó tác động được, hãy nó hoạt quá cái con đường của AMP vòng thì nó sẽ gây đóng mở rất nhiều các loại kênh khác nhau, và hậu quả nó diễn theo một đó, thường là nó liên quan đến kinh canxi, kinh kali, kinh natri, thường là nó liên quan đến ba cái loại kinh đó. Đối với receptor màng tế bào thì người ta phân ra thứ nhất đó là cái receptor nằm trên một kênh ion, người ta gọi là ACA. Còn một cái nhóm theo cái cấu trúc nó nằm xuyên qua màng thì chúng ta có cái protein mà nó nằm, cái receptor nó nằm trên cái protein kinase, cái enzyme nó nằm xuyên qua màng, người ta gọi là BKA. Hoặc là một cái protein mà khi cái receptor, khi cái chất chủ vận gắn vô thì nó hoạt hóa cái G-protein nằm kế bên nó liền, thì người ta gọi đó là CBA. Đó là chỉ có ba loại receptor giống vậy thôi. Và nhưng mà nó sẽ dẫn đến khác nhau. Vậy thì các bạn khỏi cần phải đọc thêm nhiều nữa ha. Chúng ta nhớ cứ một cái thuốc khi gắn lên cái receptor là kênh ion thì nó gây đóng mở một cái kênh, nó kiểm soát và nó làm thay đổi nồng độ ion ở bên trong nội bào, và dẫn đến là những cái gì thay đổi nồng độ ion của nội bào đó nó sẽ tạo ra cái hiệu lực, người ta đổ thừa cho cái chất chủ vận đang gắn vô gây mở kinh ra. Cho nên là các bạn thấy cái cơ chế của benzodiazepam các bạn bắt đầu hình dung ra được rồi đó, nó dễ hiểu ha. Còn cái receptor nó nằm trên protein kinase là gì đây? Đây là một cái enzyme mà nó thường khi hoạt hóa nó lên thì nó cung cấp năng lượng cho cái một cái chuỗi phản ứng diễn ra. Cho nên là khi một cái ligand nó gắn lên trên cái enzyme đó thì nó hoạt hóa lên, tức là nó biến từ một cái dạng monomer sang cái dạng dimer, và khi hoạt hóa lên giống vậy thì nó cung cấp năng lượng để nó cho một cái chuỗi hoạt ứng ở hoạt động ở sau, nên người ta gọi đó là một cái thác phosphorin hóa, tức là nó bắt đầu nó cung cấp năng lượng khi từ một cái bình thường nha, nó bắt đầu nó trở nên nó hoạt hóa, nó là cái nó bắt đầu nó được tăng cường hoạt động lên bằng cái gốc phosphorin hóa nè, và bây giờ thì nó lại cung cấp ra một loạt các cái phản ứng ở sau đó để dẫn đến một cái tác dụng. Cơ chế này là cơ chế insulin đó các bạn, thông qua hoạt động của cái protein kinase. Cái receptor của insulin nó nằm trên tiểu đơn vị alpha của cái enzyme này, và insulin khi gắn vô receptor thì nó hoạt hóa cái protein kinase lên, và sau đó bắt đầu nó hoạt hóa, nó dẫn tới nó cung cấp năng lượng để hoạt hóa cái IAS nè, rồi dẫn đến hoạt hóa cái Bi3 nè, rồi dẫn đến hoạt hóa cái Bi2 nè, rồi dẫn đến quay trở ngược lại cái hoạt hóa cái Bi3 nè, rồi đưa đến hoạt hóa cái AKT nè. Và cái AKT này khi nó hoạt hóa thì nó lại là bắt cho cái GLUT4 là một cái hệ thống vận chuyển chuyên đường ngang qua tế bào tăng hoạt động lên,
lúc bây giờ nó sẽ tăng bắt đường từ máu đem về mô dự trữ và dẫn đến hạ đường huyết. Vậy thì bây giờ người ta đổ thừa tác dụng của insulin khi tiết ra, tìm ra receptor của nó nằm trên cái protein kinase thì nó sẽ làm hạ đường huyết. Mà nếu xét về bản chất thì hạ đường huyết là do gì các bạn? Là do nó làm tăng hoạt động của cái gen lũ T4 thông qua nguyên một cái chuỗi này, người ta gọi là các cái thác phosphoryl hóa, tức là một chuỗi phản ứng được cung cấp năng lượng để hoạt động, để cuối cùng cái gen lũ T4 này tăng hoạt động lên, nó bắt được từ máu đem vô trong mô dẫn đến hạ đường huyết. Đó là cơ chế các bạn thấy ha, đi một cái con đường giống vậy. Người ta không có nói, người ta nói tác dụng của insulin là tác dụng trên cái protein kia, cái receptor đó, tức là BKA, và nó dẫn đến tạo ra một cái chuỗi phosphoryl hóa đưa đến có tác dụng là tăng chuyển hóa của đường, tức là nó dẫn đến dự trữ tăng đường đem vô mô sử dụng, giảm bớt đường ở ngoài máu. Đó là cơ cái hoạt động sinh lý bình thường của insulin khi được tiết ra. Thì những cái thuốc mà trong điều trị đái tháo đường nó sẽ nhái vô cơ chế này, nó làm sao đó nó tác dụng vô những chỗ này để nó làm tăng cái hoạt động của cái gen GLUT4 lên để nó đem vô, hoặc là nó nhái như là metformin chẳng hạn, hoặc là nó nhái cái hoạt động của insulin, nó bảo vệ cái tuyến tụy là cái tế bào beta để tiết ra ở tuyến tụy để tiết ra insulin, và nó dẫn đến tăng tiết insulin ra để đảm bảo hoạt động trở lại bình thường. Cho nên cái nhóm sulfonylurea nó chỉ có tác dụng khi nào các bạn, khi cái tuyến tụy còn hoạt động. Còn nếu mà khi cái tế bào beta đã không còn hoạt động nữa rồi thì người ta không có chỉ định cái nhóm sulfonylurea nữa. Nên các bạn nữa học cái chương này của Hoàng không biết có học chưa đó ha. Thì đó người ta nói rất rõ, nếu chúng ta hiểu cơ chế thì chúng ta sẽ hình dung ra ngay tại sao họ xài nhóm này, tại sao họ xài nhóm kia. Protein kết dính với cái receptor nằm trên protein kinase đó thì nhiều khi nó chỉ là một cái phân tử protein kinase, tức là một cái enzyme nó nằm ở ngoài cái ngay trên màng tế bào để cho cái thuốc gắn vô. Nhưng nó có đơn giản giống vậy, đôi khi nó nguyên là một cái hệ thống của protein kinase mà người ta gọi đó là những cái họ như là cái Jak hay là Stat, và những cái đó là nó dẫn liên tục vô nguyên một cái hệ thống nằm bên trong. Và khi đó đây là một cái cơ chế để giải thích một cái trạng thái viêm khi xuất hiện. Các cái cytokine khi nó được phóng thích ra, nó là một chất chủ vận trên cái receptor của nó, và nó dẫn đến tín hiệu kích hoạt lên các protein kinase, và protein kinase này nó dẫn đến kích hoạt một loạt các cái protein kinase khác ở bên trong nội bào, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ có nằm trên màng tế bào, và bắt đầu nó dẫn đến một loạt các cái thay đổi phía bên trong nội bào với rất nhiều con đường chuyển hóa khác nhau. Nên cái hậu quả của các cytokine nó gây ra rất lớn đối với cơ thể. Nên các bạn khi nó vô được cái receptor của nó, trong này các bạn sẽ thấy nè, nó đi qua những cái yếu tố cathepsin, nó đi qua cái tạo ra ảnh hưởng can thiệp lên cái hiện tượng apoptosis, và trong này các bạn sẽ thấy nó tác động lên một cái oncogen, đó là B53, nó làm hoạt quá cái oncogen B53 lên, và nó dẫn đến nó là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư. Vậy thì cái cơ chế mà nữa các bạn sau này nếu có học thuốc điều trị ung thư thì chúng ta thấy là những cái thuốc đó nó sẽ làm gì, nó làm bất hoạt, không cho hoạt quá cái B53, tức là cái oncogen đấy. Và như vậy thì cái oncogen này bình thường tại sao nó không hoạt quá được, là nó bị một cái gen khác chi phối, đó là cái MDM2. Vậy thì sau này có những cái thuốc điều trị ung thư bằng cách nó làm tăng hoạt động của cái MDM2 này lên để bất hoạt cái B53, hoặc là nó sẽ liên quan đến cái tiến trình apoptosis, hay là nó liên quan đến tiến trình ở trên này, những cái con đường MEP, K hay là MAP đường dân nha, là những con đường mà tạo ra cái quá trình lão hóa tế bào, và khi liên quan đến hoạt động này thì người ta có thể can thiệp cho tiến trình lão hóa tế bào. Các bạn sẽ thấy những cái thuốc điều trị nguyên nhân do lão hóa tế bào nó sẽ đi theo cái con đường này, mà quá trình lão hóa tế bào đi qua con đường này là khi có rất nhiều yếu tố nó tấn công lên các receptor của nó, trong đó có những cái chemokine, tức là những cái yếu tố mà nó có thể gây ra thay đổi về cái quá hóa học để nó dẫn đến tạo ra lão hóa tế bào, nên nó sẽ dẫn dần đến ung thư. Là thấy ha, những cái thuốc nó sẽ can thiệp lên đó.
hay là trong trường hợp nó sẽ can thiệp lên những cái đoạn chuyển hóa bên này để nó liên quan trực tiếp đến apoptosis. Apoptosis là gì cô nhớ không? Đó là hiện tượng chết tế bào theo chương trình lập sẵn. Apoptosis là một quá trình nó được tạo lập để nó giết tế bào bình thường, để cho tế bào già thì chết đi, còn tế bào trẻ thì nó có thể là phát triển, để nhất là ở não, nên nó làm cho những cái người trẻ tuổi như các bạn càng ngày càng thông minh sáng dạ hơn, không còn những cái người già như tụi tôi thì càng ngày càng ù lì chậm chạp lại, bởi vì cái tiến trình apoptosis nó chậm lại. Những cái yếu tố nào can thiệp do các cytokine nó tấn công lên đây, nó làm thay đổi apoptosis đều dẫn đến bệnh lý. Nếu nó làm tăng cái apoptosis lên, đó là nó sẽ giết cái tế bào rất nhanh, nhưng mà cái tế bào trẻ nó lại chưa có được tạo lập lại, nên đó là nguyên nhân của bệnh lý gì đó, Alzheimer nè, hay là bệnh lý Parkinson, làm cho người ta cái bệnh lý Alzheimer đó là do những cái tế bào chết đi rất nhanh mà cái tế bào trẻ nó tạo ra thì nó không có đáp ứng kịp, hay là nó làm cho apoptosis chậm lại, thì các cái tế bào già nó sẽ chết rất chậm, còn các cái tế bào trẻ thì nó lại được tổng hợp, nên nó dẫn đến, đó là nguyên nhân gây ra ung thư. Thì can thiệp vô các tiến trình này là bằng cách can thiệp lên những cái chất đấu vận chủ vận trên cái nhóm BKA, hay là tác động lên những cái bước ở trong quá trình can thiệp lên apoptosis này, thì đó là cơ chế tác dụng của nhóm thuốc điều trị cho các cái bệnh lý Alzheimer, Parkinson hay là một số các thuốc điều trị ung thư, nó để đi theo cơ chế giống giống vậy. Không có đơn thuần chỉ ở chỗ là chỉ có qua cái trung gian receptor. Cái quan trọng nhất đối với thuốc qua receptor là ở chỗ nó chi phối cái chuyển hóa gì bên trong tế bào, và người ta mới tìm ra cái cơ chế. Còn gelatin, thì cái gelatin là một trong những cái cơ chế được người ta chú ý rất lớn hiện nay, bởi vì sự gắn kết của một cái thuốc lên cái receptor này nó sẽ hoạt hóa một cái thành phần đặc hiệu, người ta gọi đó là gelatin. Và hiện nay gelatin này người ta tìm ra rất nhiều các loại khác nhau, và rất nhiều thuốc sẽ đi theo cơ chế này, và người ta thấy có rất nhiều các loại gelatin, mỗi một cái loại nó sẽ dẫn đến hoạt hóa một cái tín hiệu kế tiếp sau đó nữa, khác nhau hoàn toàn. Có cái thì nó gây kích thích, có cái thì nó gây ức chế chế nhân dân. Cái phát hiện ra cái gelatin này thì được giải Nobel, gồm có hai người được giải Nobel y học năm 1994. Cấu trúc của gelatin bản chất thực sự đó là những cái phân tử mà nó có cái thành phần chính yếu là cái G, tức cái rất nhiều, và người ta gọi đó là cái gelatin, và nó chia ra rất nhiều cái tiểu đơn vị nằm bên trong đó. Những cái giải Nobel y học trong những năm mới sau này vẫn là còn liên quan đến cái nhóm hoạt động receptor qua trung gian của gelatin này, đó là cái hệ thống beta adrenergic đó các bạn. Cuối năm 2016 và cho đến hình như cái Nobel y học của năm 2020 21 gì đây, nó vẫn còn liên quan tới đây nè các bạn. Đọc báo thấy nó ghi ra cái giải Nobel y học đó, nó vẫn còn là do những cái, có những cái công trình vẫn còn liên quan đến cái gelatin này. Cơ chế này như tôi nói lúc đầu ha, nó giải thích cho cái việc mà tại sao một cái thuốc không còn ở trên receptor nữa mà tác dụng vẫn duy trì, là bây giờ tác dụng là do cái hệ thống gelatin nó được hoạt hóa, và khi đó nó làm thay đổi đi những cái chất truyền sinh thứ cấp nội bào bên trong, chứ nó không còn phụ thuộc vào cái việc có hay không có thuốc ligand ở trên receptor nữa. Mỗi một cái loại gelatin nó sẽ hoạt hóa rất nhiều khác nhau, các cái tính chất khác nhau, nhưng cái cơ chế chung của nó thì lúc nào nó cũng diễn biến giống như vậy hết. Đầu tiên nó phải gắn lên cái gelatin đó, gắn lên cái receptor thuộc cái loại đó, người ta gọi là GBA, nó nằm ngay trên màng tế bào, nó vô cái vị trí gắn kết. Cái bước kế tiếp quan trọng đó là nó hoạt hóa cái gelatin, và khi hoạt hóa gelatin đó thì nó dẫn đến kích thích hay ức chế một cái thành phần khác của tế bào. Những cái thành phần đó có thể là một cái enzyme, có thể là một cái kênh ion, hay thậm chí là một cái receptor khác, như là một cái receptor nội bào khác. Và lúc bây giờ thì nó sẽ dẫn đến gì đây? Nó dẫn đến là tạo ra hay là mất đi những cái chất truyền sinh thứ cấp nội bào do những cái kênh ion này đóng mở nè, do cái enzyme này bị bất hoạt hay là bị tăng hoạt động lên nè, hay là do cái receptor đó nó có được gắn kết lên để nó hoạt quá hay không nè, và dẫn đến thay đổi đi những cái chất truyền sinh thứ cấp nội bào.
và chính sự thay đổi của nồng độ những các trình tương cực tổ bào do cái các effector này bị kích thích theo ức chế là nó nguyên nhân để tạo ra cái tác dụng mà người ta đổ thừa đó là tác dụng của cái này. Nên cơ chế của thuốc nhóm này được giải thích và được người ta chú trọng rất rất nhiều đến. Con đường nó đi thì tùy thuộc khác biệt nhau chỗ. Thứ nhất, nếu một cái chất chủ vận đi lên thì nó đi theo tiến trình này. Nếu một cái chất đối vận nó gắn lên cái nhóm receptor này thì nó làm gì các bạn? Nó lại làm mất đi các cái tiến trình này, thấy không? Nhưng mà cái hậu quả là nó do là cái chất truyền tương tương cấp nội bào tạo thành. Và như vậy tác dụng dược lý của một cái chất chủ vận hay chất đổi vận phụ thuộc vô cái việc có hay không có chất này được tạo thành. Nồng độ chất này nó thay đổi tăng hay giảm, nó kéo dài hay là nó mất rút ngắn lại, mà nó là thay đổi cái tế bào đứt và người ta cho đó là cái hiệu ứng dược lý của cái ligand. Các bạn hình dung ra ha, nên giải thích cơ chế theo nhóm này khá là rộng và hiện nay hồi nãy mình đã đi theo cái cơ chế này mình giải thích rồi. Và tất nhiên nó không đơn giản vậy, nó khi chúng ta đi sâu vô mô tả ở bên trong của cái hệ thống beta rồi nexus, tức là cái receptor mà dành cho epinephrine, tức là hệ thống beta rồi nexus, hay là đó, thì các bạn hay alpha rồi nexus đó, tức receptor alpha beta đó, thì các bạn sẽ thấy nó diễn biến sâu ở bên trong là qua những cái bước cụ thể giống như vậy, chứ nó không có phải là giống như hồi nãy mình mới mô tả chi tiết cái sườn thôi. Còn vô đây thì nó gắn lên đây với tư cách là chất chủ vận, chất đối vận, phải không? Nó quạt quá các loại G-protein khác nhau và nó dẫn đến thay đổi hoặc là adenosyl-CoA là một cái enzyme, hoặc dẫn đến thay đổi đến hoạt động của một cái kênh ion, hoặc thay đổi và hoạt động đến một cái tổng hợp ra một cái chất nào đó ở bên trong nhân tế bào, và hậu quả nó phụ thuộc rất nhiều vô các cái kết quả được tạo thành. Đó là cái hoạt động của cơ chế của cái GBA. Thì người ta phân hiện nay người ta tìm ra rất hễ theo cái cơ chế này thì các bạn nhớ ha, cái thứ nhất thuốc đến hay ligand đến với cái tư cách là cái chất chủ vận hay chất đối vận, sau đó nó gắn được lên thì hoặc là nó chặn không cho một chất chủ vận gắn lên thì nó sẽ làm hoạt hóa hay mất hoạt hóa một cái loại G-protein nào. Chúng ta có rất nhiều loại G-protein màu tím nè, và khi đó bắt đầu nó làm thay đổi đi các cái loại kênh ion, đóng mở kênh ion, đóng mở hoạt hóa hay là bất hoạt một cái loại enzyme, hay là dẫn đến cái quá trình kích hoạt một cái đoạn gen để tổng hợp hay là không cho tổng hợp một cái protein nào đó. Quá trình đó các bạn nghe nói đó là gene expression, tức là biểu hiện gene đó. Thì và như vậy thì hậu quả nó diễn ra khác nha, rất là cái phong phú, phải không? Nó đi luôn luôn nó đi theo cái tiến trình giống vậy, cho nên hệ cái cơ chế của vitamin cũng giống vậy đó. Nãy mình coi đơn giản là antihistamine nó chỉ chẹn histamine vô thôi, nhưng histamine làm sao để dẫn đến là tăng tiết axit dạ dày, làm sao để dẫn đến tạo ra cái dưỡng là một con đường rất lớn đi ở bên trong đó các bạn. Nó tùy theo cái loại G-protein nó được hoạt hóa, nó dẫn đến thay đổi đi những cái F-factor là cái gì, và tạo ra thay đổi đi nồng độ những chất truyền tương thứ cấp do các F-factor nó tạo ra là cái gì. F-factor là người ta dịch ra từ cái từ tiếng Việt là thành tố tác động các bạn. Đó là có thể là một cái enzyme, có thể là một cái kênh ion, hay là một cái receptor mà nó có thể biểu hiện ra một cái đoạn gen nào đó để nó bắt tổng hợp ra một cái protein do cái gen đó chi phối. Thì cái ion, cái nồng độ ion, sau đó cái enzyme tổng hợp ra cái sản phẩm mà do cái enzyme đó được tổng hợp ra, hay là cái protein mà do cái được xuất hiện mới, thì người ta gọi đó là cái thông tin thứ hai. Và hình dung ra ha, đó là cơ chế, hay là cơ chế của adrenaline, noradrenaline này. Nó có thể gắn vô receptor alpha, beta, alpha 1 hoặc alpha 2. Nó sẽ hoạt hóa đi các cái loại G-protein khác nhau. Và G-protein này bây giờ nó đóng như một cái vai trò của yếu tố có đại tín hiệu. Khi đó nó giống như cái việc cái amyloid nó truyền cái tín hiệu lớn hơn ra, giống vậy đó các bạn. Và sau đó nó sẽ hoạt hóa các cái thành tố có tác động màu đỏ này, đó là những cái enzyme trong trường hợp này ha. Và khi đó nó làm thay đổi đi nồng độ của những chất truyền tương thứ cấp nội bào, đó là cái màu xanh dương ở dưới. Và khi những cái chất này tăng hay giảm, nó dẫn đến các cái biểu hiện khác nhau: co cơ, giãn cơ, co bóp cơ tim, giãn cơ trơn, đoạn dân, hay là
cái gọi là phân hủy đường, chuyển đường từ ở trong mô ra bên ngoài, tăng đường huyết lên. Các bạn sẽ thấy hiệu ứng dược lý của những cái adrenaline, noradrenaline nó tùy thuộc vô, nó gắn alpha gắn beta. Thì nó đi theo cái cơ chế này chúng ta gọi là GBA. Vậy thì các bạn sẽ làm quen với kế tiếp đó nữa trong bài, sau khi giới thiệu các cái loại receptor thì nó dẫn đến nó định nghĩa cho mình ligand, còn gọi là thông tin thứ nhất nha. Nó có thể là thuốc, có thể là tố nội sinh, nó tố là ngoại sinh, nó cũng có thể là gì đây, đó là cái rồi sau đó nó giới thiệu cho mình tiếp gì đây, các cái effector do gelatin kiểm soát, tức là những cái thành phần nào đó nó sẽ được hoạt hóa lên sau khi cái gelatin được hoạt hóa, đó là adenosyla, những cái enzyme hay là những cái kênh ion, chủ yếu là enzyme hay là kênh ion. Rồi nó giải thích tiếp cho mình đó là kế tiếp những chất truyền tin từ cấp nội bộ. Đương nhiên hễ adenosyla được hoạt hóa thì nó sẽ tăng tổng hợp AMP vào, đó. Thì nó dẫn đến những cái thông tin thứ hai, đây mới là những cái chất để tạo ra cái tác dụng của một cái thuốc hay là tác dụng sinh học của một loại. Đây cơ, các bạn đọc thêm nhé để chúng ta hiểu cơ cơ chế của một thuốc. Thật sự thì khi mình đi sâu vô cơ chế thì mình đã đi vô những cái này, còn bình thường thì nếu người ta nói theo cơ chế GBA thì mình hiểu cái con đường nó đi là giống như vậy. Là những cái ví dụ về qua cái truyền tin thứ cấp nội bộ, và nó sẽ minh họa cho bằng cái, tóm lại bằng bốn cái hình vậy. Nếu bây giờ các bạn đã qua từ sáng tới giờ, các bạn đọc lại cái cơ chế thuốc tác động qua trung gian của receptor, các bạn hiểu bốn cái hình này nó nói ha, có bốn loại receptor, mỗi một cái loại receptor hãy gắn lên trên đó thì thuốc sẽ với tư cách là chất chủ vận hay là chất đối vận, nó cản không cho chất chủ vận tạo ra tác dụng, phải không? Và tùy theo từng loại receptor, cái ligand nó gắn vô mà con đường nó dẫn ra cái tác dụng đó nó phụ thuộc vô cái loại receptor đó. Hãy trên cái receptor là ICA thì đương nhiên nó sẽ làm thay đổi nồng độ ion ở bên trong nội bộ. Receptor là cái GBA thì đương nhiên nó sẽ làm cho thay đổi những cái chất truyền tin thứ cấp bên trong nội bộ qua rất nhiều các effector. Receptor đó là BKA thì nó tạo ra một cái chuỗi phosphoryl hóa khi một cái chất chủ vận gắn lên trên trên cái receptor đó. Và cái receptor nội bào nó nằm ở phía bên trong bào tương, nó khác biệt ở chỗ với receptor màng tế bào là cái phức hợp giữa thuốc với receptor nó di chuyển, nó giúp di chuyển đến cái receptor đó, nó giúp mang cái ligand đó đến cái nhân, nó kích hoạt lên một cái đoạn gen để bắt tổng hợp ra một cái protein mới. Nó có nhiều đó thôi, nó chỉ khác biệt một cái thuốc đến với tư cách là chất chủ vận hay đến với tư cách là một chất đối vận, chẹn không cho một cái chất chủ vận đi vô, và nó dẫn đến thay đổi. Mỗi thuốc sẽ khác nhau với các loại receptor, khác nhau với cái chất thông tin thứ cấp tạo thành, và cái biểu hiện nó thể hiện ra đặc trưng cho từng thuốc được ha. Đó là cái, tới đây các bạn hình dung ra cơ chế của thuốc, tới đây mình nghĩ nó đơn giản hơn rất nhiều nếu mình quay lại trở lại cái sơ đồ giống như vậy. Các bạn chỉ cần học những cái sơ đồ như vậy thôi nhé các bạn, là chúng ta đã hình dung ra cái con đường đi đến tác dụng của thuốc, phải không? Thì đó là chúng ta đang nói khá nhiều, nên chúng ta quay trở lại cái ví dụ, các bạn bắt đầu đọc từ từ lại hiểu ha. Ví dụ tôi lấy ví dụ trong trường hợp này, đây là cơ chế theo receptor nhân tế bào nên chắc chắn nó sẽ tổng hợp ra những cái protein, và những cái protein mới đó nó sẽ thể hiện ra cái chức năng của testosterone với dihydrotestosterone. Calcitriol chúng các bạn còn nhớ rồi, nó chính là cái gì đó, nó chính là một cái chất hoạt hóa của vitamin D3, nó phải qua quá trình chuyển hóa nó mới tạo thành chất có tác dụng là 1,25 DHCC, và cái này là cái receptor nội bào cho nên là nó sẽ di chuyển cái 1,25 DHCC, các bạn thấy không? Nó di chuyển vô bên trong cái tế bào niêm mạc ruột, nó bắt tổng hợp ra một cái protein đặc hiệu người ta gọi là CABB, và cái protein đó nó mới di chuyển lên trên cái bề mặt của niêm mạc ruột, nó bắt canxi để nó vận chuyển đi vô bên trong máu, làm tăng nồng độ canxi máu lên, làm tăng hấp thụ canxi ở ruột. Đó là cái
cơ chế của vitamin D3. Bản thân nó không có mang mà nó hoạt động theo cơ chế đậu bào. Trong trường hợp này đó chính là cái receptor bên trong nhân tế bào, và cơ chế này là cơ chế siêu màng ha. Các bạn phân biệt nha, cơ chế siêu màng và cái cơ chế nội bào là hai cái khác nhau ha. Còn cái receptor cho cơ chế siêu màng đương nhiên nó nằm ở bên trong nội bào. Nó là phương tiện để giúp vận chuyển cái ligand đến cái đoạn gen để nó tạo ra tác dụng thôi, để nó kích hoạt cái đoạn gen đó thôi. Và như vậy thì nó làm tăng tăng canxi máu lên, chứ 1,5-DHCC nó không có bắt trực tiếp canxi đem vô bên trong máu. Benzodiazepam, các bạn sẽ thấy ha, là khi nó gắn vô thì nó dọn cái khoảng không gian trống ở chỗ này, nó tạo điều kiện để cho GABA gắn vô. Và khi GABA gắn vô thì bây giờ nó mở kênh lo ra và lo tràn vô bên trong, gây ra tăng hưởng điện thể nghỉ. Chúng ta phần thực tập tôi có nói với các bạn rồi đó. Thì còn trong cái trường hợp của nhóm qua cái cơ chế tác động của insulin thì nãy tôi có nói rồi, phải không? Nó gắn vô và nó dẫn đến tạo ra một loạt cái chuỗi phosphorin hóa để bắt cái gen lụa T4 nó tăng hoạt động, để nó đem đường từ ngoài máu vô dự trữ trong mô, nên dẫn đến giảm đường huyết. Còn cái nhóm Giroctin thì mình gần như khi giải thích nó đặc trưng cho rất nhiều thuốc, là nó đi sâu vô rất nhiều. Cơ chế Giroctin là cái cơ chế mà được giải thích cho rất nhiều thuốc hiện nay, rất nhiều thuốc hiện nay. Nhưng chúng ta chỉ cần nhớ một điều, nó đến hoạt động trên cái receptor ligand với chất chủ vận hay là chất đối vận, nó sẽ hoạt hóa cái Giroctin, nó dẫn đến hoạt đá các cái thành tố tác động là những cái enzyme hay những cái kênh ion, và nó làm thay đổi đi những cái sản phẩm do những cái thành tố này tạo thành. Và sự thay đổi những cái sản phẩm do các cái thành tố này tạo thành, nó sẽ tạo ra cái tác dụng của cái ligand đang gắn ở trên cái receptor này. Thế đó là cái cơ chế của nội bào. Các bạn cứ nói về, các bạn cứ lật ra, các bạn coi. Ví dụ như trong trường hợp vậy thì giả sử chúng ta phân loại thì các bạn sẽ thấy nè, trong cái bài thuốc tê tôi có nói, gây tê tôi nói một cái cảm giác đau là do nó phải đi qua ba cái vùng. Thứ nhất là các neuron ở cái vùng nhạy cảm nó truyền tín hiệu về ở tủy sống, và là cái loại neuron thứ hai. Sau đó thì nó quay trở ra thì chúng ta có một phản xạ, đúng không? Còn nếu truyền tiếp tục qua cái đồ thị, nó về trên vỏ não, nó ghi nhận vô và nó quay trở ra lại một cái đáp ứng khi chúng ta gặp lại cái tác nhân kích thích đó, thì cái đó là cảm giác ha. Và cái đường dẫn truyền đó nó sẽ bị cắt đi khi một phim nó làm mất đi dẫn truyền bằng cách nào, nó gắn lên cái thụ thể của nó và nó làm gì đây, nó làm cho đóng cái kinh canxi lại ở trên cái tiền synapse, nó mở cái kênh kali ra ở hậu synapse, nên dẫn đến điện thế nghỉ tăng lên rất lớn, đưa đến cái tác nhân kích thích không có dẫn truyền tín hiệu đi xuyên qua ở trên cái synapse được, và dẫn đến nó cắt đi cái dẫn truyền đau, nó không cho phóng thích ra các chất dẫn truyền đau, hoặc là nó làm cắt đi cái dẫn truyền đau. Đó là cái cơ chế của một phiên. Như thì các bạn dòm vô coi, nếu phân về mặt cơ chế thì một phiên nó tác dụng theo cơ chế gì, dược lý hay là sinh lý hay là hóa học? Đầu thử suy nghĩ thử coi ha. Đó là về cái giải thích loại cơ chế thôi, còn cái phân ra cái cơ chế như thế nào đó, loại gì đó, thì chúng ta có ba loại còn nhớ không? Đó, cái tương tác đó là cái cơ chế theo dược lý, cơ chế theo hóa học và cơ chế theo sinh lý. Thì thử coi một phiên nó tác dụng trong trường hợp này theo cơ chế gì, qua receptor, qua trung gian của receptor, nhưng cơ chế đó là cơ chế gì, các bạn thử suy nghĩ. Còn những cái cơ chế còn lại thì nó đơn giản hơn, qua cái cơ chế tác dụng của cái không qua receptor thì nó chỉ tác dụng trực tiếp lên thôi. Thì trong đó chúng ta chú ý nè, ngay đầu tiên không phải là lúc nào cũng cần những cái thành phần khác của tế bào, nó chỉ là một phản ứng vật lý hay hóa học bình thường. Ví dụ trong cái môi trường axit, pH axit, thì những cái chất sucralfate này nè, nó sẽ gây ra kết tập lại, tạo ra một cái màng giống như một cái lớp xi măng, nó tráng lại ở trên vết loét. Trong môi trường axit nó sẽ kết tập lại và nó tráng lại ở trên vết loét, nó ngăn không cho cái axit tấn công vô, nó vừa bảo vệ không cho cái vết loét lan rộng nữa, mà nó vừa làm giảm đau do cái axit không tấn công lên vết loét nữa.
thì cơ chế đó cơ chế vật lý nha, nó có tác dụng là antacid, nhưng mà trong trường hợp này đây là cơ chế bảo vệ. Nên ngay trong trường hợp của cái carbuphos, cái viên cái nguyên tố nguyên tử carbon này nó được hoạt hóa, khi nó lăn ra ở trên cái ống tiêu hóa thì nó sẽ rút đi, nó hấp phụ, cơ chế này là cơ chế vật lý, nó hấp phụ những cái độc tố, những cái sát vi khuẩn đụng dân vô trong cái carbon được hoạt hóa này, nó mang ra ngoài theo phân. Nên bệnh nhân đi cầu phân sẽ đen xì, nhưng mà trong đó là có những cái than hoạt tính nó đã được hấp phụ các độc tố nó mang ra ngoài. Cơ chế đơn thuần giống vậy. Hay bây giờ trong cơ chế của thuốc nhuận tràng như tôi nói nãy các bạn á, bây giờ nó sẽ tạo ra cái khối phân đông cứng giống vậy. Thì bây giờ một là làm gì đây? Là làm cho cái thứ nhất là nó tạo ra cái khối phân lớn hơn để kích thích đi cầu. Hai là nó làm cho mềm lại do nó thấm nước vô. Ba là nó trơn, nó làm cho cái khối phân dễ tuột đi ra ngoài khi người ta có cái phản xạ đi cầu, người ta rặn. Thì đó là cái cơ chế cũng vật lý đơn thuần đối với những cái nhóm thuốc mà nhuận tràng, mà các bạn sẽ thấy nó thể hiện rất rõ qua cái ống bơm đít nè. Thấy không? Trong này nó chứa gì trong đó các bạn? Nó chứa glycerin trong đó. Bản chất của glycerin rất là hút ẩm rất mạnh. Nên khi bơm vô giống vậy thì nó rút nước, nó làm cho cái khối phân đang bón đông cứng rồi đó, nó trở nên nó mềm lại, nó rút nước vô và nó nở bự ra, nó trương nở ra. Và khi đó thì nó cạ vô cái niêm mạc trực tràng đó, nó gây ra phản xạ đi cầu để nó tống cái khối phân ra ngoài. Nên là đó là không phải là nước muối ấm đâu ha, mà nó là glycerin, người ta dựa vô cái bản chất hút ẩm. Cho nên những cái thuốc nhuận tràng các bạn thấy luôn luôn họ khuyến cáo bên dưới là gì đây? Uống thiệt nhiều nước đi kèm theo. Lúc nào cũng giống vậy hết, để nó làm tăng cái rút nước vô, nó làm tăng cái khối lượng phân ra. Tuy nhiên hãy hiểu cơ chế thì chúng ta phải biết khi tăng cái khối lượng thể tích hay khối lượng hay là cái thể tích của cái khối phân thì nó tạo ra phản xạ đi cầu, và chúng ta phải dùng cái thằng này để gây ra kích thích. Nên có những cái đứa nhỏ nếu chúng ta cứ thấy nó bón bơm thì dần dần nó mất đi cái phản xạ đi cầu luôn. Hãy nó muốn ỉ thì phải thọt vô cái nó mới có cái phản xạ kích thích đi cầu. Chúng ta nên dẫn đến là lệ thuộc vô luôn cái phản xạ đi cầu, nó chỉ có khi chúng ta kích thích vô cái. Nên đó là cái mà khi sử dụng cái phần này ta cũng phải lưu ý đó, tùy theo cơ chế mà chúng ta biết cái hậu quả của nó nha. Nó có thể diễn ra theo cơ chế hóa học, đó là chúng ta cho một cái chất kiềm vô để trung hòa cái axit của dạ dày thôi. À, tuy nhiên lúc trước người ta hay dùng các cái muối tiêu, bởi vì nó là những chất khi nó tạo ra cái muối trung hòa, muối tan và nó tái hấp thu qua cái đường ống nó, hoặc là hấp thu qua niêm mạc đường tiêu hóa vô lại bên trong máu, nó có thể làm thay đổi cái pH, thay đổi ion, thì nó cũng dẫn đến một số các cái bất lợi cho những người bị cái cơ địa mà rất nhạy cảm đối với việc tăng các ion này nó tái hấp thu vô lại. Hay trong trường hợp chúng ta nhớ nè, cái cơ chế tác dụng của cái bơm proton là theo cơ chế bơm chủ động, hễ pH axit dạ dày tăng lên thì nó lại tăng tiết ra để nó kéo pH trở lại axit, nó hoạt động theo cơ chế chủ động. Nên các bạn cho những cái muối trung hòa này vô thì pH nó nâng lên và nó lại kích thích cho cái bơm proton tăng tiết axit ra nữa để kéo pH xuống. Như vậy á, các bạn sẽ thấy dùng những cái thuốc này sau một thời gian ngắn là bệnh nhân lại sốt ruột tăng tiết axit lên trở lại liền, là vì cái bơm đó là bơm theo cơ chế chủ động. Thì hiện nay người ta dùng những cái thuốc như là những cái bơm những cái muối, mà cái muối đó vô nó sẽ tạo ra cái muối không tan, và cái muối đó không tan nên nó không hấp thu được qua niêm mạc ống tiêu hóa, nó theo phân ra ngoài, nó giải quyết được cái việc cơ địa những cái người nhạy cảm đối với sự thay đổi nồng độ ion khi nó hấp thu vô bên trong. Nên là căn cứ vô cái cơ chế người ta phải quan sát để tính ra cái hậu quả. Hay là trong trường hợp của cái một số các cái này hiện nay các bạn sẽ thấy nhé, cái trong cái phosphoryl gel malox đồn dân đó nó chứa rất nhiều cái dạng uống này, nên cái viên bự và khi nuốt vô người ta có kêu nuốt trọng không, không nhai rồi mới nuốt, hay cái hỗn dịch của phosphoryl gel không, và khi đó nó vừa trung hòa, nó vừa tạo ra cái gel hydroxy, nó sẽ ở trong môi trường pH dưới một cái dạng giống như gel, nó sẽ che phủ cái niêm mạc dạ dày đi, nó ngăn không cho axit tấn công vô,
Cho nên các bạn thấy cái quảng cáo cái Gravit Cone đó, nó cầm cái vòi nó phun phèo 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 ở bên trong cái ống tiêu hóa đó. À, mấy cái thằng cha thì đó là cái cơ chế nó giải thích giống vậy. Bây giờ có một số thuốc tác động thì trực tiếp lên kênh vận chuyển ion bằng cách gì đây? Nó là chẹn trực tiếp, nó chẹn trực tiếp trên cái kênh đó. Cho nên nếu nó chẹn trực tiếp trên kênh natri thì nó kali thì nó không cho canxi chứ, thì nó không cho canxi đi vô, nó làm giảm nồng độ canxi đầu vào. Nó chẹn trực tiếp trên kênh natri thì nó ngăn không cho natri đi vô, cho nên là nó sẽ tạo không cho thành lập điện thế động. Đó là cơ chế của các thuốc dược phẩm gây tê các bạn nha. Canxi nhập bào sẽ gây ra co tế bào. Phần này các bạn học cái chương nữa, thuốc tim mạch của cô Khánh. Thì hãy thun chương tiếp động, chương thuốc tác động trên hệ tim mạch, nó sẽ liên quan đến hoạt động của các kênh này và liên quan đến chủ yếu là nồng độ canxi. Nó dẫn đến co tế bào trên mạch máu, thì co mạch trên tế bào cơ tim thì dẫn đến là tăng nhiệt, tăng dẫn truyền, tăng co bóp cơ tim. Vậy thì nếu mình chẹn nó đi thì cái canxi nó không nhập vào được, nên chúng ta giải quyết được các cái trường hợp này. Và như vậy thì trên mạch máu nó gây giãn mạch ra. Đó là cái thuốc mà trong điều trị cao huyết áp, nhưng nó cũng sẽ gây gì, chậm nhịp lại, nó gây giảm co bóp cơ tim. Đó là cái tác dụng dẫn đến mà do cái nhóm thuốc chặn kinh canxi tạo thành. Natri nó di chuyển vô bên trong tạo ra điện thế động đâu rồi phải không? Và như vậy thì nếu mình chặn các cái thuốc gây tê, nó chẹn ngay cái natri lại, nó không cho natri đi vô, nên dẫn đến không thành lập điện thế động. Và không thành lập được điện thế động thì nó mất đi cái dẫn truyền xung động kinh, làm thắt, dẫn đến cái quá trình dẫn truyền xung động kinh bị chặn chặn lại. Thì trong phần này đã giải thích với các bạn ở bài cái cơ chế rồi ha, cái sự khác biệt về nồng độ ion màng tạo ra trạng thái điện thế nghỉ, còn khi có một cái tác nhân kích thích thì nó dẫn đến tạo điện thế động. Và lúc bây giờ xung động thần kinh nó hình thành bằng cách là nó di chuyển ở phía bên ngoài màng tế bào thần kinh, nó đổ dồn về, nó trung hòa, và các bạn sẽ thấy điện thế động nó bắt đầu lan từ từ đi. Đó là quá trình hình thành và dẫn truyền xuống xung động thần kinh. Các bạn thấy nè, nó lan từ từ từ, lan từ 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 đi nha. Và trên cái sợi mà có cái bao myelin thì nó có cái khoảng trống ở giữa, các kênh natri nó tập trung vô ở cái nốt răng bia, cho nên cái dẫn truyền đó người ta gọi là dẫn truyền tốc nhảy. Và cái thuốc tê nó chỉ trám vô bên trong đó thôi thì nó mất đi một cái dẫn truyền rất lớn giữa các cái nốt răng bia. Nó điện thế động nó lan nè, lan đi từ 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 từ. Đó, các bạn sẽ thấy điện thế động nó lan đi từ 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 đi. Và giữa các cái neuron với nhau thì nó lại phải truyền tín hiệu qua cái synapse. Bây giờ cái dẫn truyền qua synapse thì lại phụ thuộc vô sự quá phóng thích hóa học trung gian của các cái chất dẫn truyền. Nó phóng ra, nó gắn vô cái receptor ở hậu synapse, nó gây mở kênh ra nữa để tiếp tục nó dẫn truyền điện thế động đi nữa. À, dẫn truyền xung động kinh để nó tiếp tục nó theo một cái chiều hướng tâm về và theo một cái chiều ly tâm đi đi ra. Và cơ chế của thuốc gây tê nó chỉ đơn giản nha các bạn, nó chỉ là ở chỗ là nó chặn không cho cái hình thành điện thế động, đưa đến gì đây, đưa đến là làm đi cho mất cái khả năng dẫn truyền hoạt động của xung động kinh rồi, vậy thôi, không có nhiều đâu. Đôi khi cái hoạt động của nó cũng còn chút xíu để tôi nói luôn, để cho tôi nghĩ ở chỗ này ha. Có những cái liên quan đến cơ chế màng tế bào nó qua các cái chất trực tiếp nó lại phức tạp hơn nhiều. Không biết các bạn đã học các chương thuốc tác động trên hệ tim mạch chưa? Hệ thuốc tác động trên hệ tim mạch thì nó liên quan nhiều đến hoạt động dẫn truyền, ở hoạt động của điện thế màng tế bào thông qua ảnh hưởng lên trực tiếp cái nồng độ canxi, cho nên là và cái natri. Cho nên là cái nhóm leukocyte tim nó chẹn không cho kali mang vô ở trong cái bơm kali natri. Và hễ natri không đem vô, cái bơm này không hoạt động thì đương nhiên nó không bơm natri ra.
mà không bơm natri ra thì nó sẽ sau thời gian nó làm tăng cái nồng độ natri nội bào. Để tăng nồng độ natri nội bào thì nó không có lấy natri vô, thì cái bơm cation nó không hoạt động, nó không bơm canxi ra. Mà hễ không bơm canxi ra thì tăng nồng độ canxi nội bào, mà hễ nồng độ canxi nội bào tăng lên từ từ do nó không được bơm ra thì nó dẫn đến tăng hoạt động co bóp của tế bào cơ tim. Cho nên cái nhóm lipoxit tim được chỉ định trong trường hợp suy tim, nó làm tăng co bóp của cơ tim lên. Cái gì à? À, thì nếu chúng ta hiểu cái cơ chế của nó thì nó sẽ đi theo các bước từ từ giống như vậy đó ha các bạn. Hay là cái thuốc ức chế bơm rồ tông, nó đơn giản hoạt động tiết ra cái rồ tông vô trong cái dạ dày, nó bị rất nhiều yếu tố chi phối, trong đó nó có histamine, nó gắn vô receptor H2 theo có cái con đường G-protein nãy, nó tạo ra AMP vòng để nó bắt bơm rồ tông hoạt động. Thì bây giờ mình chèn ở trên cái thụ thể H2, đừng cho histamine đi vô, và hãy được không cho histamine đi vô thì nó mất cái tín hiệu dẫn về để bắt bơm rồ tông hoạt động, nó cứ chết nó vậy thôi. Hay là trong trường hợp của cái kháng sinh nhóm beta lactam, người ta nói cái nhóm beta lactam là cái nhóm hoạt động theo cơ chế ức chế tổng hợp với tế bào. Con vi khuẩn nó khác với cấu trúc tế bào người ở chỗ nó có một cái giáp tế bào, và cái thì tổng hợp với tế bào này là khi mỗi lần nó phân đôi ra thì nó bắt buộc phải tổng hợp cái giáp mới để nó che lại hai cái tế bào con nó mới phân đôi, thấy không? Quá trình nó lặp lại liên tục. Quá trình tổng hợp này nhờ các enzyme nằm trên màng bào tương của tế bào vi khuẩn để nó tổng hợp ra cái giáp che bên ngoài. Thì nếu ức chế được các cái enzyme này thì nó không tổng hợp được, thì các nhóm beta lactam nó đi theo cơ chế đó, nó làm cho ức chế tổng hợp với tế bào, đó là hiệu ứng dược lý. Nhưng bản chất cơ chế nó làm gì, là nó làm bất hoạt các enzyme tổng hợp ra cái giáp tế bào này. Và như vậy thì chúng ta lại thấy một điều, sự khác biệt giữa con rám âm với rám dương ở chỗ con rám dương chủ yếu là lớp giáp tế bào, còn con rám âm cái lớp peptidoglycan nó rất mỏng, cái giáp tế bào của nó còn thêm một cái vỏ che bên ngoài nữa. Nên những cái thuốc nhóm beta lactam hoặc là những cái thuốc đi theo cơ chế ức chế tổng hợp với tế bào phổ đầu tiên sẽ là nằm trong con rám dương. Dẫn vô cơ chế người ta giải thích được. Nên các bạn thấy vancomycin phổ chủ yếu nằm trên rám dương. Các penicillin hầu như ở các cái thế hệ đầu tiên phổ chính yếu nằm trên rám dương. Do bởi vì nó khác biệt giữa con rám dương nè, giữa con rám âm nè. À, các bạn thấy. Cơ chế của nhóm thuốc sulfamide cũng giống vậy nữa, thì trong phần kháng sinh chúng ta sẽ gặp lại đi. Các bạn tự đọc đi, để tới đó chúng ta sẽ bàn để đỡ mất thời gian. Nó hoạt động ức chế trực tiếp một cái enzyme chuyển hóa một cái chất nào đó bên trong cái tế bào vi khuẩn, nó làm cho tế bào không có cái chất đó để sử dụng. Thì đó là cơ chế của rất nhiều ha. Hay là tại vì thì cái nhóm ức chế men chuyển đó là cái nhóm thuốc tác động trực tiếp lên một cái loại enzyme trong tổng hợp angiotensin 2. Còn cái nhóm chẹn trên thụ thể AT1 là cái nhóm thuốc qua trung gian của receptor, không cho angiotensin 2 là chất chủ vận đi vô receptor của nó. Để các bạn phân biệt từ từ rồi. Thì các bạn có thể về các bạn lật ra gõ lên sách, gõ trên mạng, các bạn sẽ thấy nó mô tả rất nhiều giống như vậy. Chúng ta cứ lật ra và chúng ta với những cơ chế như vậy đó, chúng ta sẽ coi những cái cơ chế của thuốc, mình bắt đầu theo cái mình hiểu, mình dịch ra, mình đọc từ từ và mình lấy ra các cơ chế đó. Thì cái điều các bạn tin tôi điều nè, một cái hình này nó thách thức mình lắm ha. Nếu mà mình có thời gian mình giải được cơ chế của một cái thuốc là nó kích thích mình sẽ đi tìm tới nữa đó. Và các bạn sẽ học rất hiểu rõ hơn rất nhiều về cơ chế của một thuốc. Còn bình thường phần dược lý thì nó không cung cấp nổi cái thời gian cho mình, cái từ nó viết nó cũng rất đơn giản hết các bạn. Nên là giải thích cho cơ chế một thuốc thì nó chỉ ghi vài dòng thôi, bởi vì những cái từ chung. Còn khi đi sâu vô cơ chế của từng thuốc một thì nó đôi khi nó rất đơn giản, ví dụ như là nó chỉ ức chế cái bơm rồ tông trực tiếp thôi, nó gắn vô đó nó làm mất tác dụng, hay là đôi khi nó phải đi qua lòng vòng rất nhiều cái bước ha. Hoặc là nó qua trung gian của receptor, thì nhớ qua trung gian của receptor thì nó chỉ có bốn cái loại cơ chế thôi ha. Thì đó là cái phần tôi muốn giới thiệu với các bạn cơ chế, hy vọng các bạn hiểu cái này thêm, thì chúng ta đọc tới cơ chế của một thuốc nó giúp cho chúng ta hiểu tại sao người ta lại lựa chọn cái nhóm thuốc này để cho trị liệu này, nhóm thuốc này thì cho một cái trị liệu khác, và trong cùng một cái nhóm hoạt chất
của cùng một nhóm thuốc thì tại sao người ta lại chỉ định thuốc này và người ta lại chỉ định thuốc cũng cái hoạt chất đó cho bệnh lý đó và người ta lại dùng cái hoạt chất khác cũng cho bệnh lý đó trên những cái đối tượng bệnh lý khác nhau, đối tượng bệnh nhân khác nhau thì là một phần là cơ chế tác dụng của thuốc nó gây ra. Vậy nhắc lại cái mô hình BKBD là nó chỉ cho chúng ta trong sử dụng thuốc, trong đó BK tức là dược động học nó chỉ cho chúng ta cái cách dùng làm sao để tạo ra cái nồng độ có hiệu quả, và cái BD tức là cái dược lực học nó giải thích cái cơ chế để chúng ta chọn một cái thuốc sử dụng mà sử dụng làm sao đây cân bằng giữa yếu tố hiệu quả với yếu tố nguy cơ. Một cái hiệu ứng dược lý thuốc gây ra nó có thể là có hiệu quả điều trị nhưng có thể là gây ra tác dụng phụ. Vậy thì chúng ta lựa chọn một cái thuốc điều trị hiệu quả là ở chỗ gì đây, tạo được một cái nồng độ để đáp tạo ra được cái hiệu ứng dược lý, và cái hiệu ứng dược lý đó có được là một cái sự cân bằng giữa yếu tố hiệu quả với yếu tố nguy cơ, dùng sao hiệu quả cao nhất mà cũng tác dụng nhất, an toàn nhất cho bệnh nhân. Thì cái hai cái phần này nó giúp cho cái mình trong sử dụng thuốc, và người ta gọi đó là sử dụng thuốc hợp lý. Bạn không có sử dụng thuốc đúng hay sai, chúng ta sử dụng chỉ có đúng thôi chứ không có sai hết các bạn. Không có một cái bệnh nhân nhiễm trùng mà lại cho uống thuốc hạ huyết áp, chúng ta không có sử dụng thuốc sai, chúng ta chỉ có dùng thuốc hợp lý hay không hợp lý. Ở chỗ dùng cái liều đó dược động học thuốc đó không tạo ra nồng độ có hiệu quả, con vi khuẩn đã kháng thuốc rồi chúng ta lại cho một cái nồng độ thuốc nằm dưới cái mức độ mà con vi khuẩn đó bị ức chế phát triển, đó là không hợp lý về mặt dược động học và không hợp lý về mặt dược lực học. Tức là bây giờ bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa có tiền sử loét dạ dày tá tràng vẫn chỉ định aspirin thì đó là dùng thuốc không hợp lý về cái mặt dược lực học, chứ bệnh nhân đã có tác dụng có kháng viêm thì phải chỉ định NSAID thôi phải không? Đó là chúng ta đâu dùng thuốc sai, nhưng bây giờ bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày tá tràng chúng ta lại chỉ định NSAID là không hợp lý, không có phù hợp với cái đối tượng. Thì chúng ta khi dùng thuốc các bạn chú ý giống như vậy đó, nó giải thích cho mình nha. Thì đó là cái phần giải thích về cơ chế. Chúng ta định nghĩa cái phần ở sau các cái cơ chế, định nghĩa tác dụng phụ các bạn về coi nhé, nó dễ hiểu, nó chỉ định nghĩa thôi để chúng ta sử dụng thôi. Thì trong cái buổi sau chúng ta sẽ học qua phần chương kháng sinh, thì tôi dành ít phút thời gian đầu để tóm tắt những cái định nghĩa đó để cho các bạn hiểu hơn trong cái cách sử dụng thuốc. Nó nói thuốc đó có tác dụng chọn lọc thì có nghĩa đó, tàn chọn lọc là cái gì, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc đó như thế nào khi nó dưới một cái ý nghĩa đó là tác dụng chọn lọc. Ví dụ trong trường hợp tác dụng hồi phục đó là thuốc chế thần kinh trung ương không đại các bạn học đó, thuốc tê đó, nó nghĩa là chúng ta có thể chỉ định bởi vì sau một cái thời gian tạo ra tác dụng gây tê thì nó sẽ trả chức năng có cảm giác lại cho người ta, thì chúng ta hiểu cái nó nói cái thuốc đó có tác dụng gây tê hồi phục. Còn nếu tác dụng gây tê không hồi phục chúng ta có xài được không? Không, bệnh nhân gây tê xong mà mất cảm giác hoàn toàn thì chúng ta đâu có xài được. Thì vậy thì tác dụng không hồi phục dành cho cái thuốc gì và khi dùng lúc nào, thì nó là cái định nghĩa để chúng ta ứng dụng. Thì toàn bộ nếu các bạn hiểu rồi thì các bạn sẽ đọc dễ hơn nha. Thôi chúng ta nghỉ ở đây được rồi ha. Tuần sau các bạn sắp xếp để cố gắng học cho kết thúc luôn chương kháng sinh nữa, để đang kết thúc luôn cho rồi. Rồi cảm ơn các bạn nha. Chúng ta nghỉ ở đây nha. Có ai? Có ai hỏi đó đi em, có gì không em? Rồi nếu có gì thì chào các bạn ha. Dạ chào thầy. Rồi cảm ơn. Dạ thầy ơi, lớp nên tụi em chưa học bài số 2 á thầy. Bài gì? Bài số 2 là bài gì em? Ủa bài số 2 là bài gì em? Dạ bài dược động học á thầy. Ủa? Cái kỳ vậy? Lớp em là lớp gì? Dạ lớp GH á thầy. Ủa chưa học dược động học hả? Đâu có. Tôi nhớ là cái đợt này là cô Tú báo. Ủa sao lại sót lại cả kỳ vậy, một nhóm hay là nguyên lớp? Hình như là một nhóm thôi em ơi, chứ tôi nhớ là lớp rồi chưa học gì đâu học hả? Dạ, thầy lớp lớp G là chưa học với thầy, không biết lớp H thì sao thầy? Ủa vậy em liên hệ với cô Tú để sắp lịch, có hỏi kỹ lại coi, tại vì tôi nhớ vậy là chắc có lẽ là lúc đó phân nhóm ra nữa rồi đó.
nguyên bài dự động học chưa đụng gì tới hai em họ nó cần giờ vậy là phải nếu chưa thì phải báo với cô Tú để sắp lịch để học rút luôn ha. Dạ. Ủa vậy sao lại thường là nó đi một cặp hai nhóm luôn mà sao lại lớp em lại lọt ra lại giống vậy cả? Thì em báo với cô Tú đi nghe để cho cô Tú sắp lịch ha, kiểm lại. Dạ, cảm ơn thầy. Chào các bạn nghe.